và hiệp 1 của trận đấu giữa câu lạc bộ Phú Đồng và Bình Phước. Trận đấu ở vòng đấu thứ 21 của giải nhất quốc gia đã bắt đầu. Vân Ngoan, người đã phá bóng là Đức Huy, nhưng bóng vẫn thuộc về cầu thủ Bình Phước. Nguy hiểm, 1-0 dành cho câu lạc bộ Bình Phước. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 7 của trận đấu. Rất bất ngờ khi trên sân nhà thì câu lạc bộ Phú Đồng, một đội bóng có chơi lối chơi với tư tưởng phòng ngự nhưng đã bất ngờ để thủng lưới. Một bàn thắng đến rất bất ngờ nhưng một bàn thắng cũng rất đẹp. Chúng ta hãy cùng một lần nữa chiêm ngưỡng lại bàn thắng rất đẹp này của Văn Điều. Cự ly dứt điểm khoảng 30m và thủ môn Quang Đại, một thủ môn có nhiều kinh nghiệm, cũng không thể cản phá. Văn Thắng pha dứt điểm thẳng nhưng thủ môn Văn Huyền cũng đã chơi cảnh giác. Điều Quy dứt điểm không vào. Vừa rồi lại là Văn Điều, một đường tấn công có ý đồ bên phía cánh phải, đường truyền chất lượng của Điều Quy và cú chạm bóng của Văn Điều. Rất tiếc là tình huống vừa rồi bóng đã đi chệch. Mạnh Tiến, Văn Hội, cơ hội phản công không thể tốt hơn dành cho Bình Phước. Vũ Em, Anh Lâm dứt điểm, hai công dành cho cầu thủ Bình Phước. Khó khăn trở nên gấp bội dành cho Phú Đồng. Loay hoay mãi chưa tìm được bàn gỡ thì ngay ở pha dứt điểm ở phút thứ 48, tức là chỉ 3 phút sau đó thì Bình Phước đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Những tình huống dứt điểm từ xa là vũ khí lợi hại của các học trò huấn luyện viên Lê Thanh Xuân ở trận đấu ngày hôm nay. Hãy cùng một lần nữa theo dõi lại bàn thắng này của Thanh Lâm. Văn Hội, Văn Hội đang rất thoải mái trong quyết định xử lý của mình. Văn Điều đánh đầu không vào, như vậy đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. Lần này lỗi thuộc về đội trưởng Lê Quang Đại, bắt không dính bóng và để hai tình huống dứt điểm liên tiếp của cầu thủ Bình Phước đã có được bàn thắng. Tất cả những lời dặn dò, tất cả những lời thúc giục của huấn luyện viên Nguyễn Anh Tuấn ở bên ngoài sân đã trở nên công tốc. Đường truyền là của Văn Điều. Đến đúng vị trí của Vũ Em. Pha đánh đầu của Vũ Em lực đâu có mạnh, không hề mạnh một chút nào. Nhưng sự thiếu tập trung của Quang Đại đã khiến cho khung thành của anh bị rung lên lần thứ 3. Anh Thống đã bị phạm lỗi. Một thẻ vàng xứng đáng dành cho Phan Bá Quyền và đây là thẻ vàng thứ hai của hậu vệ cánh phải này. Không có một lời bào chữa cho pha bóng phạm lỗi này. Không một lời bào chữa. Bá Quyền đã phạm lỗi thực sự. Quá rõ ràng. Nhưng Long Nhật là cầu thủ như đã nói trong hiệp 1 cũng có chân trái rất dị. Không được. Sự tiếc nuối của Long Nhật. Bóng đã đi chạy khung thành của Văn Huyền. Thần tượng ngoài đời và thần tượng trên sân cỏ của Long Nhật là tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Với việc để cho Cần Thơ gỡ hòa 2-2 thì vị trí của câu lạc bộ Quảng Nam vào lúc này là vị trí thứ 4.
không có tình huống việt vị. Một pha độc giết, chuyền bóng 4-0. Bàn thắng dễ như lấy đồ từ trong túi ra. Bàn thua thứ 3, bàn thua thứ 4 là những lần mà các cầu thủ Bình Phước không vấp phải. Văn Điều đi bóng qua hai cầu thủ đội chủ nhà một cách dễ dàng và đường truyền vào bên trong rất thuận lợi để cho Thanh Lâm nâng tỷ số lên 4-0. Có truy cản nhưng không dứt khoát. Tình huống kiến tạo thứ hai của Văn Điều trong trận đấu ngày hôm nay, và đây là bàn thắng thứ hai của Thanh Lâm. Điều Quy Văn Hội hoàn toàn không có lỗi việt vị, có thể dứt điểm thẳng. Lại thêm một tình huống bắt bóng không dính của Quang Đại. Văn Hội không có một trận đấu được thể hiện vai trò khả năng tấn công của mình và dứt điểm của mình. Văn Thắng đánh đầu trách mục tiêu, pha dứt điểm của Anh Quốc. Đây có thể sẽ là mùa giải cuối cùng của rất nhiều cầu thủ bên phía câu lạc bộ Phú Đồng, trong đó có trường hợp mà Anh Quốc đã vào sân. Một cơ hội dứt điểm vẫn không vào, không tài nào bóng chịu chui vào lưới của thủ môn Văn Huyền. Những pha dứt điểm và hiệu suất chính xác, tỷ lệ chính xác của cao thủ Phú Đồng ở trận đấu ngày hôm nay là không cao. Một cơ hội thuộc về Anh Thống nhưng Trần Sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Phú Đồng đã không thể có được bàn thắng thứ 7 ở mùa giải năm nay. Mặc dù câu lạc bộ Bình Phước còn thi đấu với 10 người nhưng họ vẫn có được những bàn thắng vào lưới của Phú Đồng. Tình huống tấn công cuối cùng dành cho đội chủ nhà. Hết giờ, có lẽ là như vậy. Những tiếng vỗ tay ăn mừng chiến thắng của các cầu thủ Bình Phước. Trong khi đó thì các cầu thủ của Phú Đồng đổ dập xuống sân. Trận đấu đã khép lại. Bình Phước thắng dễ dàng Phú Đồng với tỷ số là 4-0 nhờ một cú đúp của Thanh Lâm, những bàn thắng của Văn Điều và Vũ Em. Trong ngày mà ở hiệp thi đấu thứ hai, các cầu thủ Bình Phước chỉ còn thi đấu với 10 người.